Vâng, hello, xin chào toàn thể anh chị em, bà con, cô bác nha. Lại là em Thịnh Bến Tre đây. Gửi lời chào đến bà con, lời chúc sức khỏe, học thành công nha. Thì chiều hôm nay em Thịnh lên sóng chi tiết cho anh em mình mẫu xe Santa Fe số tự động, máy dầu, 2 cầu đó, 4WD, 2 cầu tự động, cảm biến dây ABS, túi khí, 2 dàn lạnh 7 chỗ. Mà tự động máy dầu nó ở đâu ra anh chị? À, chỉ có 340 triệu, giá này còn giảm, còn bớt, có giao lưu, trao đổi nha. 4 mâm, 4 vỏ mới, sơn si mới, bệ bước nè, phin chất nhẹ, dán phin phun xe luôn à. Đó, form dáng đẹp tuyệt vời. Anh em qua tham khảo lái thử, chạy thử đời cao anh chị nha. Form này 2011 anh chị, đá thay lá 7 nha. 4 mâm 4 vỏ mới. Đó. Thắng đẻ máy dầu. Đó, form dáng đẹp. Sơn si không phải nói rồi. Về chất xe này nè, anh em nói chung là chất xe đẹp anh chị nha. Anh chị mình cứ qua đây tham khảo lái thử, chạy thử với em. Nhìn cái form nó rất là hay anh chị, chạy rất là sướng nha. Rất là êm, vội đầm, vội đăng kịp cũng còn khá là dài. Đó, để cho anh em mình chỉ 340, giá này còn giảm còn bớt, giao lưu trao đổi với bà con nữa. Anh em yên chí cứ qua tham khảo lái thử, chạy thử nha. Đó, để mở cấp sau cho anh em mình xem nha. Đây, nắm ga giữ dở lên ha. 4WD là thấy ngon rồi ha. Đó, 7 chỗ gầm cao máy thoát, em giật này ra là phụ tùng xe, giật cái này lên là cái ghế ha. Ba dùng lạnh liên biệt luôn anh chị nha. Đây. Đó, trần green theo xe nè anh chị nha, quá đã. Đó. Muốn bệnh lên em, sùng chỉ cấp sau nè, green hết. 4 cái vỏ gì cui luôn nè anh chị ha. Lòng về cui về nè, vỏ bọng này về cui nha. Đó. Gầm bể nè. Gầm bể green cực kỳ luôn anh chị nha. Chưa phủ gầm bao giờ luôn. Bị hơi dính đất đỏ một tí xíu anh em, chạy đại biển số này nè. Anh em nào thích thì phủ gầm lại miễn phí nha. Phủ gầm 2-3 triệu tặng cho anh em mình ha. Tại vì xe đất đỏ thì nó bị hơi đỏ đỏ một tí xíu. Sùng chỉ bon điện green hết anh chị nha. Học mạnh nè. Túp lô túp ly nè. Quá chất lượng luôn. Nói chung là xe này siêu cộp anh chị. Gầm bể máy móc sùng chỉ keo chỉ 100%. Không có bị lỗi lầm gì hết anh chị nha. Nói chung anh chị qua lái thử là thích ngay. Tem bọng nhãn mát nè. Dàn ghế nè. Quá đẹp luôn. Vô lăng nè. Quá đã luôn nè anh chị ha. Số tự động nè. Đó, 4WD nè anh chị ha. Jack sạc nè, màn Android nè. Đó, trần rim theo xe nè. Đó, quá chất lượng luôn, túp lô túp ly nè. Quá ngon luôn. Nói chung anh chị mình qua đây lấy thử chạy thử là anh em biết liền. Chạy cực kỳ êm và sướng nha. Đó, đạp chân đạp thắng nè. Này thắng tay nữa nè. Đó, cua về ở trong anh chị không? Mới tin. Đó. Bàn báo cửa anh em ha. Đó, máy dầu anh em mở tí xíu cho nó xong dầu anh em ha, nệ hay đề nổ anh em ha. Đó, xe hiện tại không báo lỗi, chạy mới có 160 mấy ngàn thôi. Đó, quá chất lượng rồi anh chị ha. Vô lăng nút tích hợp là túi khí nè anh chị. Màn Android nè, trợ lực rất là nhẹ anh chị nha. Đó, quá chất lượng luôn. Anh em nhìn nè, rất là liền xe nè. Xe sạch sẽ, anh em về sẵn đi. Rồi, dịch carbon anh em mình nghe tiếng máy nha. Máy dầu có phần D1, D2 nữa anh chị, chạy tăng tốc vượt tốc luôn nè. Máy nổ thì thôi khỏi phải bàn cãi rồi. Mâm vỏ đều là mới với nhau. Cái máy nghe không nghe tiếng động anh em nhìn ở trong á. Tại vì đất đỏ nó hơi đất đỏ, hơi đỏ đỏ anh chị ha, đất đỏ là phải chịu rồi. Về mà anh em thích em tẩy gầm miễn phí cho anh em mình nha. Tẩy gầm phủ gầm cho miễn phí luôn. Nguyên dàn bi led nè. Có đẹp anh chị ha. Đó, máy móc đẹp du. Đó, hai cái tia chống cốp còn ngon lành luôn, sùng chỉ nè. Đây sùng chỉ nè, đầy đủ nè anh chị ha. Đó. Nguyên cái dàn nỉ nè. Đã không? Mới tin. Bon điện keo chỉ nè anh chị. Đó, cái máy cực kỳ mới tin luôn nè. Máy dầu mà nó êm hơn máy xăng nữa. Máy dầu thường là anh em mở thì nó phải ra một tí xíu hơi ha. Cái hơi của cái dầu á. Mà cái này nó không ra luôn nè. Là anh em biết xe nó cộp cỡ nào rồi. Không đổ hơi đổ khói mà không có ra một miếng dầu luôn. Đúng máy dầu phải mở tí xíu ra một tí xíu dầu này không ra luôn. Trục bô đang hoạt động ngon lành luôn anh chị ha. Động cơ máy dầu 2.2 turbo. Đó, số rộng 2 cầu, nguyên cái dàn hồi lọc gió, gió hút gió nè. Chạy hú o o đạp đã lắm anh chị nha. Đó. Chung là xe chạy còn rất là hay, sang xe và form rất là đẹp anh chị nha. Nguyên dàn đèn led rất là mới tinh. Anh em về đi thôi. Bao dùng, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu, form dáng đẹp, chạy thoải mái luôn. Đời cao nữa. Đó, anh em quan tâm mẫu này thì cứ nhắc máy alo em Thịnh 0866 678971, 0834 33 3371 nha. Anh em đừng quên bấm follow để cập nhật nhiều video. Em cảm ơn nhiều nha.